Hôm nay, miền Bắc nền nhiệt tăng dần, mưa cũng giảm do khối không khí lạnh hoạt động ổn định, không còn gây ra những xáo trộn như lúc mới về. Tuy nhiên, mưa cùng với gió vẫn duy trì tiết trời rét ở Bắc Bộ trong một vài ngày tới. Dự báo nhiệt độ cao nhất toàn miền sẽ không vượt quá 22 độ. Riêng Điện Biên Phủ ít chịu tác động của không khí lạnh, thời tiết dịu mát, nhiệt độ 27 độ. Đến cuối tuần, khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội bước vào khoảng thời gian nắng nóng. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, nền nhiệt tăng nhanh. Trong khi đó, tại Trung Bộ, thời tiết hôm nay tại Thanh Hóa và Vinh có mưa rét, nhiệt độ từ 20 độ trở xuống. Đồng Hới, Huế mưa lạnh, nhiệt độ từ 24 đến 26 độ. Từ Đà Nẵng vào đến Quy Nhơn mưa mát, nhiệt độ 27 đến 28 độ. Chỉ riêng Nha Trang và Phan Thiết có nắng cả ngày, nhiệt độ 30 đến 32 độ. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ là hai khu vực nắng nhất cả nước, trời nắng rõ vào buổi trưa và chiều khi nhiệt độ ở nhiều thành phố từ 33 độ trở lên, thậm chí Tây Ninh, Đồng Phú, Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Châu Đốc, Vĩnh Long nắng nóng từ 35 đến 37 độ. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, phía Nam đêm có mưa vài nơi ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5, từ mai gió chuyển hướng Đông cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5, từ mai gió chuyển hướng Đông cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-3 m. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5, riêng Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-3 m. Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-3 m. Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4 đến cấp 5, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động. Ngày mai gió giảm dần, sóng cao 2-3 m. Quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới ở Bắc Bộ ít mưa,
Bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều trời nắng, riêng khu vực vùng núi từ 22 đến 23 tháng 3 có mưa rông, tập trung vào đêm và sáng. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3, khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng, nhiệt độ có thể lên tới 30 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 22 tháng 3 cũng có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 3, nhiệt độ tăng cao ở khu vực vùng núi phía Tây có khả năng xuất hiện nắng nóng. Khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ từ ngày 23 tháng 3 có nắng nóng diện rộng trở lại. Trung tâm khí tượng cũng đưa ra dự báo về nhiệt độ của thủ đô Hà Nội trong 10 ngày tới. Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 3 không mưa, có sương mù vào sáng sớm. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh với mức cao nhất dao động từ 24 đến 28 độ C, thấp nhất trong khoảng từ 20 đến 23 độ C. Khoảng từ ngày 27 tháng 3, có khả năng có mưa nhỏ tập trung trong đêm và sáng. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết cho rằng, tại khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng đã xảy ra sớm. Trong nửa cuối tháng 3, nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ. Sau đó, nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024, nắng nóng diễn ra ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì trên khu vực miền Đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây, khu vực Trung Bộ khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ này. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong tháng 4 năm 2024. Ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, từ hôm nay ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3, nắng nóng có khả năng giảm bớt trên khu vực Nam Bộ. Dự báo các ngày 21 và 22 tháng 3, chiều tối có mưa rào vài nơi. Theo ông Lê Đình Quyết, trong những ngày qua, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Miền Đông có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, miền Tây có nơi có nắng nóng. Theo ghi nhận, trong ngày hôm qua, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại miền Đông là 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, miền Tây là 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, vùng phía Bắc, Đông Bắc thành phố, gồm các huyện Củ Chi, Hóc Môn và thành phố Thủ Đức, và trung tâm thành phố thời tiết có mây thay đổi, ngày nắng nóng không mưa. Vùng Đông Nam thành phố huyện Cần Giờ, một phần huyện Nhà Bè có mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng không mưa. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, hệ thống của trung tâm đã ghi nhận một trận động đất có độ lớn 2,7 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.820 độ Vĩ Bắc, 108.277 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trong ngày 19 tháng 3, đã có 5 trận động đất được hệ thống của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận. Đáng chú ý, trong ngày 16 tháng 3, 8 trận động đất đã được ghi nhận tại đây. Còn từ đầu tháng 3 tới nay, đã có 30 trận động đất được ghi nhận tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum.